năm trước cũng trong sạt lở cũng có nhiều người bị sạt lở chết nhiều người. Nước to quá mà sợ bị đất đổ tôi từ đồi mô sợ bị lở, bà con sợ lo lắng chạy hết. Mưa lớn kéo dài trong ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2021, cũng vào thời điểm này của đúng một năm trước, ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra nhiều vụ sạt lở kinh hoàng, làm người dân địa phương vô cùng lo sợ. Tại huyện Hướng Hóa, hiện có 5 xã gồm Húc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt và xã Hướng Lập có 147 hộ với 670 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Nước từ thượng nguồn đổ về không chỉ gây sạt lở nhiều diện tích đất nông nghiệp mà sạt lở ngay sát chân nhà dân. Dù là những vụ sạt quy mô nhỏ trong ngày mưa lớn, nhưng là lời cảnh báo người dân vùng núi. Một năm trước, vào chập tối ngày 17 tháng 10 năm 2020, căn nhà của ông Hồ Văn Phơi là công an viên, thôn phó thôn Tà Rồng, xã Húc bị đất đá sạt lở vùi lấp do mưa lớn. Toàn bộ 6 người trong nhà đều bị thiệt mạng. Mãi đến trưa hôm sau, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ra khỏi bùn đất. Đêm 17 rạng sáng 18 tháng 10 năm 2020 cũng là thời điểm xảy ra sạt lở đất ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, làm 22 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cung cấp, lượng mưa ở tỉnh Quảng Trị từ ngày 15 đến 18 tháng 10 phổ biến từ 200 đến 350 mm. Trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai lũ lụt của năm 2021 này, chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã, trong ban chỉ đạo đó phân công tất cả cán bộ phụ trách theo thôn và phối hợp với thôn, các ban ngành của thôn chỉ đạo các dân nơi nguy cơ nhất là phải di dời. Nói chung là gia đình nào mà cố ở thì chúng tôi sẽ là cưỡng chế phải di dời nơi an toàn, còn của cải mặc dù quan trọng chưa bằng tính mạng con người quan trọng hơn. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, người dân khu vực miền núi cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện sạt lở như mưa lớn ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục và tiếng động từ đất đá. Khi thấy các dấu hiệu này, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí an toàn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.